Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Vương Huỳnh Dương, lập tức mở ra quan khí đài. Nếu như ngươi không muốn lựa chọn khu vực, có thể đưa theo người của vạn tổ vực rời khỏi đây trước. Ngươi hãy đợi đấy cho ta. Hắn lại chọc điên Vương Huyền Dương như vậy sao? Không phải là chuyện thông minh đâu. Chu Nguyên Điện Hạ là người đàng hoàng, ví dụ như lần trước. Đó chỉ là do may mắn mà thôi. Chuẩn bị khởi động quan khí đài. Hiệu quả tìm kiếm lần thứ hai sẽ có thăng cấp hơn so với lần đầu tiên. Thế lực của mỗi phương có thể lựa chọn hai mảnh vụn của bản đồ. Nhiều người cho nguyên khí vào trong khởi động quan khí đài. Thế lực của các phương lần này sẽ phá ra hai người. Ta sẽ ngăn cản Tần Niên, còn ngươi cứ trông chừng Chu Nguyên. Chỉ cần không quấy nhiễu đến người khác, đấu một trận thật sự là cũng không sao. Ta sẽ để cho vị nguyên lão tiện nghi này bình tĩnh lại một chút. Thiên hổ vạn tổ vực, nhân vật số 2. Có lẽ hắn sẽ biết rằng ở đây không đến lượt hắn nói chuyện. Vương Sư Huynh, nếu như Huynh thật sự muốn đối phó với hắn, tốt nhất là tự ra tay đi. Nếu không có khả năng sẽ để cho hắn thể hiện sự uy phong đấy. Triệu Sư Đệ, ý ngươi nói ta không thể nào xử lý được một tên rác rưởi Thiên Dương cảnh trung kỳ hay sao? Ta chỉ là không muốn vạn tổ vực lại bị cười nhạo thêm lần nữa. Muốn động vào hắn thì phải lấy thế của lôi đình chấn á, để hắn không có bất cứ cơ hội nào trở mình. Kẻ thất bại thì lên câm mồm lại đi. Sư huynh ta sẽ lấy lại những gì mà ngươi đã mất. Hai tên ngu xuẩn. Quang đồ xuất hiện rồi. Địa điểm của tổ khí dày đặc quả nhiên là đã tăng lên rồi. Số lượng lại còn đạt đến 14 miếng. 14 khu vực. Mỗi một khu vực sau khi lựa chọn xong còn có 5 miếng. Cái này là cần nhân vật số 2 của thế lực các phương đến tranh đoạt.